Và xin chào bác, chào anh em, chào mừng các bác quay trở lại kênh Quyết Audio. Ngày hôm nay thì em sẽ thanh lý 5 em vang cơ lai số LS88 cho bác anh em. Thanh lý xả lốt nồi cho bác anh em nhé. Anh em có nhu cầu thì bác cứ liên hệ sớm qua số điện thoại hoặc tin nhắn qua cho bên em. Và bên em có nhận thuốc cũ đổi mới. Vào trong video thanh lý này thì em cũng muốn chia sẻ một chút nữa cho các bác anh em. Rất nhiều anh em thì có chia sẻ với bên em, hỏi những cái mà có thể các đơn vị khác không biết là do cố tình hay là vô tình giới thiệu. Thì nó có những cái em cảm giác nó hơi sai một chút xíu. Đầu tiên thì các bác có thể nhìn thấy luôn đúng không ạ? Ở đây thì về cái phần chỉnh echo và chỉnh revert này thì em nó chỉnh riêng biệt rồi. Đúng, chỉnh riêng biệt. Nhưng có đơn vị giới thiệu em này nó dùng là echo kép kết hợp cùng revert kép. Đúng không ạ? Cái này thì em thấy nó hơi sai. Đầu tiên thì cái phần echo này nó chỉnh delay ạ. Chỉnh delay thì những dòng này thì nó sẽ làm rất chi tiết để chỉnh riêng delay trái phải riêng luôn. Trái phải đây, tương tự với các cổng đầu ra đây, cổng trái cổng phải đúng không ạ? Nó chỉnh trực tiếp luôn. Và cái thứ hai nữa là bảo revert kép, thì ở đây các bác nhìn chắc là có hai vợt, các bác bảo revert kép hay là các bác cố tình nói bảo để cho khách nghe nó sang tai hơn thì em không rõ, nhưng cái này thì rõ ràng nó là hai chức năng riêng biệt khác hoàn toàn nhau. Revert ham thì như đã chia sẻ rất nhiều video trước đó hay qua những dòng vang khác rồi các bác, đặc biệt là anh em dùng vang số thì các bác sẽ biết revert ham này thì nó là để hiệu chỉnh cái phần cái tiếng vợt nó kéo dài hơn hay là ngắn hơn, hay anh em có thể gọi chung nó chỉnh độ trễ đấy. Độ trễ thì tùy theo các bác muốn là nó kéo dài hơn thì các bác tăng nó lên, mà các bác muốn nó ngắn hơn thì các bác giảm nó xuống. Còn cái revert vone nó như cái nút âm lượng mà các bác chỉnh ở phần mic hay phần nhạc này đấy, các bác tăng giảm lên nhiều tiếng vợt hay ít tiếng vợt hơn thôi. Đấy, phần nào bát này thì cắt dài tần rồi, và phần chỉnh bát trung chép của các phần nhạc này đấy, nhạc mic riêng biệt nhé, cắt sub phía trước này. Và một cái nữa thì nhiều anh em đến bây giờ vẫn hỏi bảo tại sao cái con này không có chống hú, thì em chia sẻ qua rất nhiều video trước đó cho anh em rồi. Chống hú của em này thì nếu có muốn thay đổi thì nó hơi đặc biệt so các dòng vang cơ hay vang cơ này số khác, thì nó sẽ tích hợp cùng với nút input này. Các bấm, nếu bấm ai cái thì nó sẽ chuyển cổng chế độ đúng không ạ, của cái nút input. Còn nếu như anh em mà muốn để mà thay đổi các cấp độ chống hú, nó có 5 cấp độ chống hú khác nhau, thì các bác bấm và giữ nút input, giữ nhá, giữ nguyên luôn, bao giờ nó hiển thị lên thì thôi. Đấy. Sau đó các bác nhả tay ra và bấm lần lượt 1 2 3 4 và 5 hoặc tắt đi. Thường thì tùy theo không gian gia đình các bác, nó không có một cái mức cố định nào cả. Tùy theo không gian các bác cứ tăng từ 1 đến 5, nếu mà nó ở mức 1 này nó ok rồi thì các bác không phải chỉnh thêm nữa, còn nếu mà chưa được thì các bác tăng lên 2 hoặc là tăng lên đến 5, tùy theo không gian ở gia đình các bác anh em thôi. Và về phần chỉnh, rất nhiều anh em thì cũng bảo là anh muốn chỉnh làm sao để cho nó phải hay nhất để về cho anh em sử dụng luôn. Tất nhiên thì có phần chỉnh cơ bản, nhưng mà để hay nhất theo dàn âm thanh của các bác anh em thì vẫn là các bác theo sở thích của bác. Mỗi anh em có sở thích hát nhiều vang, nhiều nhại hay nhiều vợt thì các bác thì tùy chỉnh ra hết. Delay, tí bít này, vang nhại này các bác tăng nhiều ít, các bác cứ alo và các bác thử trực tiếp đây thôi. Nó chỉnh rất là đơn giản các bác, cực kỳ đơn giản luôn, tăng giảm này. Delay hoặc là repeat vang lên này, hoặc revert time như em chia sẻ đấy, muốn đuôi tiếng vợt kéo dài hơn thì bác tăng revert time lên, hoặc là tăng âm lượng tiếng vợt lên đúng không ạ? Rất là đơn giản thế thôi. Đấy, thử tiếng cho bác anh em luôn. Và nhiều anh em hỏi là không biết ông này có vợt hay không, thì em thử luôn cho bác anh em nghe thử nhá. Đấy. Linh mời hay hay vào buổi làm sống sống về linh. Các bác nghe thấy tiếng vợt nó rất là êm ái đúng không ạ? Nếu như mà ngắt vợt đi các bác nhá, đây em ngắt toàn bộ cái tiếng vợt đi, các bác nghe chỉ còn echo không thì nghe rất là thô tiếng, nó không được êm ái như thế đâu các bác. Em tăng chút delay lên thì anh em mới nghe thực tế luôn. Khi em ngắt hết vợt đi nhá. Mượt hay. Đó, các bác thấy không ạ? Và hôm nay thì em sẽ thanh lý luôn 5 em này, xả kho cho bác anh em luôn, xả kho luôn cho anh em ở cái đồ hàng trước đó này. Thì em báo giá trực tiếp cho anh em luôn. Giá là 1,1 triệu đồng thôi. 1.100.000 đồng. Và em bao ship tặng dây ca lông kết nối. Dây ca lông thì có thể đấu nối vào âm ni hay đấu nối vào đẩy, thì em sẽ tặng một cặp dây ca lông cho bác anh em luôn nhé. Còn điều ở đây nó có điều khiển đấy quá. Điều khiển luôn. Dây nguồn đầy đủ và cả dầu Bluetooth luôn. Dầu Bluetooth các bác về để ý giúp em. Nhiều anh em nắp thì các bác chỉ nắp vào đến tầm xoáy 1-2 gen thôi. Đấy, thì khi cái chân đồng này nó chưa tiếp xúc với nhau thì nó không có tác dụng. Các bác nhớ nắp chuẩn và nắp chắc tay một chút cho em là được nhé. Bắt Bluetooth khá là xa. Vàng cơ lai số hàng chính hãng của LS, hàng cổ tích S8888.
hàng bảo hành 24 tháng, 1-1 trong vòng 60 ngày cho bác anh em luôn. Anh em có nhu cầu thì bác liên hệ trực tiếp qua số điện thoại hoặc nhắn tin qua cho bên em. Và anh em xem video thì đừng quên ủng hộ cho em nút like, đăng ký kênh.